Các em quan sát các hình ảnh sau đây. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về tinh bột và cellulose, gồm 5 mục sau. Gạo, sắn, ngô thuộc nhóm tinh bột, bông, gỗ và tre thuộc nhóm cellulose. Vậy, tinh bột và cellulose có ở đâu trong tự nhiên? Để tìm hiểu tính chất vật lý của chúng, chúng ta tiến hành thí nghiệm sau. Từ thí nghiệm trên, chúng ta rút ra kết luận. Và ghi nhận được tính chất vật lý. Tinh bột không tan trong nước lạnh nhưng tan được trong nước nóng. Vì thế mà khi các em nấu cơm, các em sẽ thấy hạt gạo nó trong hơn. Nếp cũng vậy. Khi nếp chín trong nước nóng thì nó sẽ trong hơn nhé. Cellulose không tan trong nước ngay cả khi đun nóng. Về cấu tạo phân tử, tinh bột và cellulose có phân tử khối rất lớn. Cách viết C6H10O5NL giống như cách viết của polyethylene. Ở nhiệt độ thường, tinh bột và cellulose bị thủy phân thành glucose nhờ xúc tác của các enzyme thích hợp. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu tác dụng của tinh bột với iốt. Và đây cũng là phản ứng để nhận biết hồ tinh bột. Hồ tinh bột gặp iốt sẽ chuyển sang màu xanh. Và chúng ta dùng iốt để nhận biết hồ tinh bột hoặc ngược lại. Cho tinh bột vào để nhận biết iốt.
điều đáng buồn là cây rừng đã bị tàn phá rất nhiều. Người ta đốt rừng, chặt cây rừng, cưa xẻ lấy gỗ và rừng đã biến thành đồi trọc. Dẫn đến môi trường sống của thú vật bị phá hủy, xói mòn đất, lũ lụt, hạn hán. Ở bài này, chúng ta cần ghi nhớ 5 phần. Các em có thể tạm dừng màn hình lại, viết xong 3 phương trình này thì mới xem tiếp nhé. Và bây giờ là... Chúc tất cả các em có một mùa hè vui. Và nhớ trong giai đoạn này ở nhà là yêu nước đấy nhé.